Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Năm cho biết cảnh sát đã bắt giữ 13 nghi can dính líu tới 3 vụ nổ bom tự sát tại một phi trường ở Istanbul. Tin này được loan một ngày sau khi giám đốc cơ quan tình báo Hoa Kỳ nói rằng thủ phạm của vụ khủng bố này rất có thể là nhóm nhà nước Hồi giáo, tuy chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm đối với vụ tấn công, giết chết 42 người và gây thương tích cho 239 người. Giám đốc CIA, ông John Brennan nói rằng vụ tấn công khủng bố ở phi trường Istanbul mang những dấu hiệu đặc thù của điều ông gọi là tình trạng cùng quẫn của nhóm nhà nước Hồi giáo và cảnh báo là nhóm khủng bố này có thể tìm cách thực hiện những vụ tấn công tương tự ở nước Mỹ. Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công ở phi trường quốc tế Atatürk hôm thứ Ba, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng nhà nước Hồi giáo là thủ phạm. 42 người thiệt mạng và 239 người bị thương khi ba kẻ đánh bom tự sát nổ súng vào đám đông rồi kích nổ bom trên người. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nằm trong số những nhà lãnh đạo thế giới lên án vụ tấn công. Ông nói, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì cần thiết để bảo vệ dân chúng của mình. Tôi tin rằng chúng tôi có thể và chúng tôi sẽ đánh bại những kẻ chỉ mang lại chết chóc và tàn phá. Và chúng ta sẽ luôn luôn nhớ là ngay cả trong trường hợp có những kẻ tìm cách chia rẽ chúng ta vững mạnh hơn khi chúng ta đến với nhau và làm việc chung với nhau để có được một thế giới tốt đẹp hơn. Hãng hàng không Turkish Airlines hôm thứ Tư đã thực hiện lại mọi chuyến bay, kể cả những chuyến bay giữa Mỹ và Istanbul.